lâu rồi không được ra ngoài tắm nắng. Đẹp chưa? Đấy, cuộc tình tay ba của vịt ngan thoáng qua như một cơn gió mình ạ. Đấy, rất là lẫn lộn luôn, vịt với chả ngan. Em mình vừa xuống huyện đi mua sâu quy mình ạ, để cho chim mình ăn nhé. Rồi ok, đây mình đã về đến nhà mọi người ạ. Đây, sâu quy nguồn này. Đây, hết rồi, mình phải chạy đi mua. Đây, từng này đủ cho chim ăn cả tháng mọi người ạ. Hôm nay mình thả mấy anh này ra ngoài ăn nhé mọi người nhé. Đây, lán đi đây, đó, đây, đây đầu hỏng hết, nó đòi ăn xong rồi, nó cứ cọ vào cái lồng của nó ấy. Tắm nắng. Cái này ăn nhé. Tắm nắng. Xòe cánh ra đẹp thật. Đây này. Lâu rồi không được ra ngoài tắm nắng. Đẹp chưa? Đấy, xòe cánh. Thôi thôi thôi, chơi thế thôi. Vào đi. Lúc nãy là mình vừa cho dế mình ăn mọi người ạ. Đây mình cho lá chuối rừng này. Đây, nó đã ăn như này rồi. Đấy, ăn thủng hết lá chuối rồi. Đây, dế mình mới lột được 2 ngày. Nó ăn khỏe lắm mọi người ạ. Đây này, lá sắn mình cho một lúc thôi, nó
ăn nhanh thật. Đây là chuối đây, vừa mới cho nó đã đục thủng hết rồi. Sáng nay là mình tranh thủ xuống mua con sâu quy, bởi vì mấy hôm nay mình toàn cho chim mình ăn ấy, toàn cho ăn dế thôi. Thế thi thoảng phải đổi món cho nó. Hôm nay bắt buộc mình phải chạy xuống huyện để mua đấy mọi người. Đây mình vừa thả con chòe lửa của mình ra này mọi người này. Đây thuần lắm. Như này mới công nuôi chứ. Còn chòe than thì chịu rồi, nếu mà thả ra thì đi luôn. Nó nhát lắm. Nào nào. Ăn trộm thôi. Toàn ăn trộm thôi. Đây. Đây nào. Nào, đây, đây. Đây. Đấy. Đấy, cướp luôn. Cướp luôn. Đây. Nào, đây, 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 ăn nốt nào. Còn ít nào. Đâu rồi? Nào ra đây ăn nào. Đây mình sẽ tập nó ở ngoài nhé mọi người nhé. Đấy, 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 nhiều lắm, đấy. Nhiều lắm, đây, đây, đấy, đấy. Đây. Ăn đi. No chưa? Đây mình sẽ thả nó ở ngoài này nhé mọi người nhé. Nhà mình không có con mèo thì không sợ đâu. Đây, anh này sắp đổi lông rồi. Rồi, rồi, đói rồi, đói rồi. Đây này. Đây. Lâu rồi không được ăn sâu quy. Có ngay, có ngay. Đấy, mấy anh này đói lắm. Nào, 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 thứ tự nào, thứ tự nào. Đây. Đây, ăn đi. Rồi, một công việc đã xong rồi. Ôi, gà con mình kêu nhiều lắm rồi nè. Úi giời, mẹ nó nhảy ổ rồi. Đây này. Úi giời ơi, bà già này. Đây, nó nhảy xuống dưới này chứ. Sao bỏ con ở trên này. À, xem nào, nó nở được mấy con nào. 1, 2, ui 5 con thôi à. 6 con rồi mà. Chắc mấy quả này hỏng hết rồi mọi người. Đấy, còn một con nữa đâu. À đây rồi. Con này nó cũng nhảy xuống này. Dễ thương chưa. Nó sợ. Ôi giời, cái bà này. Ta lại nhảy ổ này. Rồi mình sẽ xuống ổ cho hai bà già này nhá. Chắc là nó không nở nữa rồi, trứng hỏng hết rồi mọi người. Đây. Từ tối hôm qua đến bây giờ chưa thấy nở thêm quả nào thì chắc là hỏng rồi. Nào có quả nào mổ màu không? Hỏng hết rồi mọi người. Đây trứng vịt chắc cũng hỏng rồi. Hay là trứng vịt nó nở sau nhỉ mọi người nhỉ? Rồi tí nữa mình giải quyết sau. Đây gà con mình đây mọi người ơi. Đẹp lắm. Chích. Giờ bắt con trong này này. Khó luôn mọi người ạ.
Thế nào chưa? Đây, mình nghe vừa bắt được rồi mình này. Bắt khó lắm, nó cứ chạy chạy thôi. Rồi, ôi giời. Ok. Ổ này là 6 con đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt mẹ nó ở trong này ra. Đây bà ơi, ra đi. Chịu rồi. À, ra đây nào. Vào trong là gì? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đâu? Đây. Đây. Con ở đây mà. Đây, đây đi. Đi đâu nữa? Đấy. Đẹp chưa? Trời ơi, đẹp lắm. Ổ này là được 6 con mình ạ. Đây, con bà này. À, thêm quả nào không? Úi giời ơi. Vẫn thế. Vẫn thế. Hay là mình sẽ ghép như này mừng ạ. Sẽ ghép 4 con này cho sang bên con mái này để cho nó nuôi thôi. Còn bà mẹ này là mình sẽ để cho nó ấp tiếp nhé mọi người nhé. Ấp cả trứng vịt nhé. Rồi, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đây. Đây mình sẽ ghép vào đây để cho gà mẹ này nuôi một thể thôi mọi người ạ. Đây còn con nữa. 3 con rồi. Đâu một em nữa đâu. Đây rồi. Hey. Đây màu nó na ná giống nhau. Lúc nãy mình cho vào không biết là con của bà nào nữa. Đây giống nhau hết rồi. Lẫn lộn hết rồi. Đây ra đây nào. Đây. Thế là 10 con nhé mọi người nhé. Được 10 con rồi. Đây để nuôi một thể. Đấy 10 con là vừa rồi. Hi hi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đi cho ăn nhá. Đấy nuôi con tốt nhá. Ui giời ơi. Bà này. Mình sẽ kiểm tra trứng này nhé mọi người nhé. Mình kiểm tra theo cách truyền thống thôi. Mình sẽ lắc quả trứng này này. Nếu mà quả nào nó có nước ở trong ấy thì quả đấy hỏng nhé mọi người nhé. Đây. Đây quả này là hỏng rồi. Đây này kêu tọc 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 này. Đây là nó có nước ở trong này, nó không có phôi rồi. Là hỏng nhé mọi người nhé. Đây ổ bên này hỏng nhiều lắm mọi người ạ. 1 này 2 6 thành 8 quả trứng gà. Và 1 quả trứng ngan hỏng 9 quả. Bên này là hỏng 4 quả. 9 4 13 quả hỏng. Ôi trời ơi. Hôm qua mình còn bảo là thành công. Thế là hôm nay kiểm tra lại là thất bại đấy mọi người ạ. 13 quả hỏng. Rồi, hỏng thì mình luộc ăn thôi nhỉ mọi người nhỉ. Đây, 13 quả này đủ một bữa cho gia đình mình. Rồi, ok. Thế mình cho cả gà con mình ăn, không biết nó không biết ăn không. Thế mẹ nó thì sang bên kia ăn rồi. Chắc là đói lắm. Đi ra bên kia ăn đi. Ôi, cái gì đấy. Đây mình vừa bắt nó sang bên này. Đấy tập cho con ăn đi.
là mình vừa vệ sinh cái bể nước cho vịt ngan 80-10. Đấy, cuộc tình tên ba của vịt ngan thoáng qua như một cơn gió mình ạ. Đấy, rất là lẫn lộn luôn, vịt với chả ngan. Ok, công việc cho các con vật yêu quý của mình ăn đã xong mình ạ. Mình cũng xin phép được dừng clip tại đây. Nếu mà mọi người thích video của mình thì mọi người cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Mình luôn cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của mình. Xin hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhé.